Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện quay trở lại đây thăm nhà của cô Trần Thị Lọt. Thì nhà này ngày trước Thiện cũng có cùng anh có pháp danh Quảng Bình đó, để tới đây hỗ trợ gia đình cất lại căn nhà này. Đó thì nay nhà cửa cũng đã được cất xong rồi. Thì Thiện vào ở đây hỏi thăm xem cái cuộc sống lúc này của hai bà cháu như thế nào. Thì gia đình có cũng có cây nước nữa, nhưng mà trước nó đã bị hư rồi đó, thì Thiện cũng có nhờ bên nhóm khoan cây nước đó, khoan lại cho gia đình này cây nước. Đó là phần của cô Hoa Lê, cây nước thứ 6, để giúp đỡ cho gia đình này có cái nguồn nước sạch xài. Chào cô, lúc này khỏe không cô? Khỏe. Ngồi ngồi đây đi. Khỏe hả? Mở đèn lên nha, để ánh sáng. Ngồi đây con. Ngồi xuống đây nè, không phải xuống đây nè. Đi. Cấp điện hay gì vậy? Cấp điện không? Nè, điện con nhé. Sao này nó không sao? Không, cái này vẫn đèn bự. À, lúc này khỏe không? Lúc này cũng kẹt tiền, cũng bệnh hoài vậy đó. Nó bệnh nhầm khi nó nhức đầu này kia, rồi nó mệt này kia. Mần ăn thì không có được nhiêu tiền. Thì hôm nay tới đây thăm gia đình, con cũng có thay mặt gia đình chị Phượng ở bên Mỹ á. Gửi tới cho gia đình cô 25kg gạo nha. Với lại con cũng có thay mặt cô Hoa Lê khoan cho gia đình cây nước. Cảm ơn ạ. Dạ, là cây nước sạch, đó là cây nước thứ 6 khoan cho các gia đình nghèo đó. Cảm ơn ạ. Nước có thấy xài êm không? Êm. Lên êm hả? Êm. Ừ. Rồi nhà này từ cất tới giờ ở thấy cũng êm hả? Êm. Dạ. Thì ngày trước con cũng cùng với anh pháp danh Quảng Bình đó, tới đây hỗ trợ cho gia đình các nhà rồi đó. Cũng rồi đây ở có hai bà cháu hay sao? Hai bà cháu đó. Rồi mấy đứa con thì gửi tiền về nuôi. Không có gửi, nó đi mất biệt luôn, không có đứa nào gửi gì hết. Kỳ vậy? Không có gửi gì làm bạc nữa chứ. Rồi làm sao sống được? Thầy kiếm sống lấy đất qua ngày sống vậy đó. Chứ có gì đâu, mà ai mướn gì mà nấy vậy đó. Rồi hàng nhỏ là con có ai vậy con? Nhỏ này hả? Dạ. Mẹ đi bỏ hồi nhỏ tới giờ luôn đó. Rồi tôi mẹ đi bỏ rồi có cấp dưỡng cấp gì đâu. Rồi để tôi nuôi tới giờ luôn á. Mẹ là con ruột hay là con dâu? Con ruột. Con ruột luôn hả? Đi bỏ luôn. Rồi không liên lạc lại luôn? Không liên lạc luôn. Năm nay nó mấy tuổi rồi? 6 tuổi rồi đó. Tên gì? Tên Khương đó. Khương à? Kìa đó, chú ở Kim nè. Dạ. Cũng ở Kim đó. Dạ. Rồi có đi học gì chưa? Chưa. Đêm nay cấm định bi quốc này có ai cho đi học đó. Không, nhưng mà trước đó có đi học rồi hả? Có, hôm nay mà gửi sạn đưa vô là bị ta nói rồi, cái hộ nghèo hộ gì đó đang mới cho vô đó. Thì mình mới đâu có cho đi học được. Rồi có hộ nghèo không? Có. Thì Thiện thay mặt chị Phượng gửi tới gia đình này 25kg gạo để cho hai bà cháu ăn cũng được khoảng thời gian hơn tháng. Cảm ơn dạ. Cô Phượng ạ. Dạ. Bây giờ mình đi ra ngoài coi khoan cây nước rồi đó, bơm lên coi thử coi sao. Cái này trước cây nước cũ có phải không mà nó hư rồi ha. Dạ. Rồi làm lại cây mới cho đó. Dạ rồi cô bơm thử coi. Bật cái này phải không? Rồi. Tắm rửa ra đây luôn hả? Tắm rửa đây luôn á. Nước này ngon không cô? Ngon. Ngọt hả? Ngọt. Dạ. Cảm ơn cô Hoa. Dạ, cô Hoa. Cô Hoa, cảm ơn. Rồi con tắt nha. Vậy cũng khỏe rồi, có nước sạch xài cũng êm. Rồi ngoài kia là cái ngôi mộ của ai? Mộ ổng á, ổng mất năm 34 năm rồi đó. Rồi hai bà cháu ngồi đây đi. Như vậy là giờ ở hai bà cháu mà không có ai giúp đỡ gì hết. Không có ai giúp đỡ hết. Người làm lay lắt được cái gì thì ăn cái đó. Làm những việc ăn đấy, có đi có tiền thì mặn được, hay có tiền đi chợ mua cá ăn có thì nước mắm, muối.
Dạ. Có nhiêu đó có gì đâu. Dạ. Thì năm đầu năm 2019 thì cũng có cùng với anh Quảng Bình thì anh cũng có hỗ trợ về các địa phương đó 18 căn nhà, thì trong đó có căn nhà của cô Trần Thị Lọt ở đây. Rồi sau một thời gian thì quay lại trở đây thăm gia đình. Dạ, cảm ơn ạ. Thì cũng có khoan nước sạch đồ cho gia đình luôn đó. Dạ. Ở đây con cũng thay mặt chị Ngọc ở bên Mỹ gửi tới hai bà cháu 1 triệu ha. Để mua đồ ăn rồi ha. Dạ. Đường, nước mắm, bột ngọt gì đó. Cảm ơn cô Ngọc ạ. Dạ. Thì thấy giờ ở đây rồi không có ai chăm sóc hết trơn rồi đâu có làm gì được. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 63 rồi. Ồ. Cảm ơn. Dạ. Này của chị Ngọc ở bên Mỹ nha. Dạ, cảm ơn cô Ngọc. Dạ. 63 tuổi rồi. Dạ, 63 rồi. Còn dặm lúa đâu được không? Có ai đang mướn đâu mà dặm. Không ai mướn à? Không ai mướn hết trơn. Thì người ta mướn làm cái gì? Làm cỏ hả? Mướn làm cỏ này kia thì mà làm đó. Dạ. Yeah. Còn không có mướn thì ở nhà mà lây lóc củi rồi đước rồi mình kiếm mình chụm. Dạ. Yeah. Chứ đâu có ta mướn thì mà mình không có thì mần gì không đó. Rồi nhưng mà cố gắng cho đứa nhỏ này nó đi học đi ha. À. Mai mốt hết dịch người ta học lại đó cho nó đi. Yeah. Học đi. Cảm ơn cô Ngọc nha cô Ngọc. Dạ. Yeah. Thiện cũng đã thay mặt chị Phượng gửi tới gạo cho hai bà cháu, thay mặt cô Hoa Lê, dạ, khoan cây nước cho gia đình, với lại chị Ngọc đã gửi cho gia đình này 1 triệu. Dạ. Cảm ơn cô Ngọc, cô Hoa Lê nha, cô Ngọc, cô Hoa Lê nha. Rồi con xin phép về đó ha. Dạ. Dạ. Rồi, về mạnh giỏi nha con. Dạ, dạ. Về mạnh giỏi đi. Dạ, cái gì? Để đại vô dâu hoặc gió đó. Thiện mến chào cô chú anh chị. Hôm nay Thiện đi phát gạo cho bà con nghèo ở xã Định An. Thì đây Thiện cũng thay mặt chị Phượng. Thì hôm nay Thiện cũng có chở tới để trao tặng 350 kg gạo cho người nghèo. Đây gia đình của Như Ý, mẹ của Như Ý, để gửi tới 50 kg gạo cho gia đình này. Lúc này khỏe không chị? Khỏe. Khỏe không? Rồi anh chồng anh đi làm chưa về hả? Có, đó ổng về lâu rồi, mùa dịch cái tao báo cái bắt đầu ổng về rồi. Ổng không dám ở đó. Rồi là ổng đâu rồi? Giờ ổng đi kiếm cá rồi. Kiếm cá nữa hả? Đi kiếm lấy gì ăn đó, mùa dịch đi làm gì được đâu, kiếm cá, gô cá sặc rồi gì kho canh ăn. Dạ. Yeah. Bé lúc này nó đỡ hơn chưa? Đỡ. Rồi ở nhà còn gạo ăn không? Hôm trước cho gạo còn không? Còn ít chứ. 100 kg ăn hết luôn rồi đó hả? Còn ít. Còn nhiều, còn nhiêu? Còn chừng 20 kg. À, này cho thêm 50 kg nữa nha. Dạ. À, phần chị Phượng ở bên Mỹ gửi cho chị đó. Ừ. Cho cái lời cảm ơn cô Phượng nha. À. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Hai đứa đâu? Kia đâu rồi? Đi qua bên nhà bà nội nuôi. À. Rồi lúc này còn uống thuốc gì không? Còn. Uống thuốc nào? Thuốc chống bệnh kinh của nó. Rồi lúc này nó còn co giật hay là gì không chị? Ngày cũng giật 1-2 lần. Một ngày tới 1-2 lần nữa hả? Mà nó giật nó mau tỉnh à, tại vì có thuốc uống, không có thuốc thì mới nó giật lâu. Ừ. Nhưng mà bữa nào mà trễ tiền mua thuốc á là nó giật á, nó ngủ gần 3-4 tiếng đồng hồ mới nó tỉnh lại, đó giật hôn mê. Thì giờ nó đi được chưa? Nó vậy đó. Ừ, giờ để nó nằm ở dưới đây luôn đi chứ, rồi đó, để không, trên cái giường. Không, tại vì nó đá chồng dẻo á, lúc thời gian cái tiền mua tả nó đá, giờ nó một cái nẹp rồi lấy ra để gì cho nó lại, cho nó thoáng. Ừ. Cho nó gọn chặn kìa, tại vì nó bò lết không mà dơ. Chẳng thì đỡ bụi bặm vô. Dạ. Chứ nó đâu đi được mạnh với con nó đứng gì đó. Nhà này bây giờ người ta có cho ở luôn chưa? Chưa biết. Cái bài toán giúp gia đình này tới giờ giải chưa được nữa nè. Bà không biết giúp làm sao nữa. Đất này giờ bể nợ, đi rồi bỏ đi rồi. Đi luôn, đi đâu lại. Đi luôn hả? Không biết ổng đi đâu lại thôi. Rồi giờ không có cái nền nhà ở rồi sao?
Dạ. Thôi em thay mặt chị Ngọc gửi tới cho chị 1 triệu đây ha. Là chị mua tả, mua sữa rồi cho Như Ý uống ha. Đây gửi cho chị nha. Chị Ngọc. Cảm ơn chị Ngọc. Ở Arizona, Mỹ gửi cho chị 1 triệu á. Rồi, này mua sữa rồi cho Như Ý nha. Dạ. 50 kg gạo nữa. Rồi 50 kg gạo của chị phần chị Phượng gửi nha. Dạ, dạ. Em gửi lời cảm ơn chị Phượng nha. Dạ. Cảm ơn các chú. Dạ. Cảm ơn anh nữa. Rồi, chúc chị gia đình hai đứa nhỏ được sức khỏe nha. Rồi tụi em đi ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các chú.